Người đàn ông to cao thân hình vạm vỡ này là Mattel, không ai biết anh ta đến từ đâu và có thân phận ra sao. Họ chỉ biết công nhân làm việc bằng sức cả chục người đang lao động tại xưởng gỗ, nhiều ngày nào cũng vác cả trăm khối gỗ khiến anh sở hữu thân thể cường tráng vạn người mê. Nhưng Mattel lại là người thích một mình và nhát gái, cho nên đến giờ anh vẫn độc thân. Hàng ngày sáng nào cũng xúc miệng vài chục vòng quanh thành phố, rảnh rỗi thì lại ngồi cho chó ăn rồi làm mấy việc vặt trong nhà. Một người hiền lành như Mattel không ai nghĩ anh lại gây thù chuốc oán với cả một tổ chức mafia. Chúng đã bắt cóc con gái của bạn thân anh và đe dọa sẽ bán cô bé cho bọn buôn nô lệ. Mattel sẽ phải làm gì để giải cứu cô bé khỏi tay những tên mafia mất nhân tính kia? Giữa anh và chúng có thủ án gì mà phải lôi một đứa trẻ vô tội vào cuộc? Mattel thực sự có thân phận thế nào mà anh lại muốn che giấu như vậy? Hãy cùng mà tìm hiểu trong siêu phẩm mới ra mắt năm 2023 có tựa đề Black Lotus để có câu trả lời nhé! Interpol vừa mới truy quét được một phi vụ buôn bán hàng trắng. Họ đã tóm cổ được vài chục tên giao dịch, nhưng đó chỉ là những con tốt thí mạng. Tên thực sự đứng phía sau chúng mới là người họ cần tìm. Brazier và Fisher là hai đặc vụ có trách nhiệm phải khiến những tên buôn ma túy phải nôn ra thông tin kẻ đứng sau. Với kinh nghiệm lâu năm làm nghề đánh ma túy, họ có thừa thủ đoạn để khiến cho những kẻ cứng đầu nhất phải mở miệng. Kẻ nào tự xưng là vui lì đòn đều cũng phải chịu khuất phục trước hai đặc vụ này. Lựa chọn cứng đầu chẳng khác nào chúng đang đi tìm sự đau khổ. Thực ra triệt phá được phi vụ này đều nhờ vào tay trong họ đã cài vào tổ chức mafia kia, nhưng họ không biết được lần hành động vừa rồi đã bị một tên to con chọc đầu râu rậm quay lại. Hắn đã báo cho kẻ đứng sau chỉ đạo phi vụ buôn bán vừa rồi. Saban là kẻ đang đứng ngồi không yên vì chuyến hàng bị Interpol giữ. Hắn là một mafia chính hiệu đang đội lốt một doanh nhân. Saban là một mắt xích quan trọng trong tổ chức mafia xuyên quốc gia. Ngoài việc buôn bán ma túy thì chúng làm đủ những chuyện xấu xa, từ bắt cóc trẻ em bán làm nô lệ, tổ chức mại dâm cho tới giết người. Trong những tội ác xấu xa nhất thì không có việc gì mà chúng không làm. Saban hiện là chủ của vài quán bar thoát y cùng với một chuỗi nhà hàng đang vắng khách sắp phá sản. Đó là cách mà hắn dùng để che đậy thân phận của mình. Thực chất nguồn lợi mà hắn thu được chủ yếu là từ những việc phi pháp. Hắn đã dồn cả một đống tiền vào lô hàng vừa rồi, cuối cùng lại bị Interpol thu trắng trợn khiến Saban ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn đã thề sẽ phải khiến hai đặc vụ kia bồi thường số tiền bị mất của hắn. Ngoài ra, Saban còn đầu tư vào một công ty tài chính mới nổi để ngồi không hưởng hoa hồng. Tuy nhiên công ty mà hắn đầu tư dạo này lại đang làm ăn thua lỗ. Hiện tại, Saban đang cần rút tiền để chuẩn bị cho phi vụ mới nhưng lại bị từ chối. Chủ của công ty đó là Paul, một kẻ danh mạnh hơn về bề ngoài của anh ta. Paul không biết được việc từ chối Saban là điều mà anh ta không bao giờ nên làm. Hắn không thích bị người khác từ chối nên đã cho Paul thời hạn để đem tiền của hắn về. Bằng không anh sẽ thấy được sự đáng sợ của hắn. Tuy gặp khó khăn trong công việc nhưng khi về nhà, Paul luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người vợ đã qua một đời chồng và con gái riêng của cô. Hôm nay gia đình họ lại đón chào một vị khách mới, đó là một người đàn ông to cao lực lưỡng tên Mattel. Anh là bạn chồng cũ của vợ Paul nên anh ta không thể từ chối. Trước khi tới đây, Mattel tạm thời chưa có nơi nào để đi. Do đó, vợ của Paul đã mời anh ở lại vài ngày trước khi tìm được chỗ ở mới. Mattel là một người trầm tính ít nói, lúc nào cũng muốn ở một mình. Trước khi tới đây, anh đã từng ở một nơi rất xa nơi này. Mattel là công nhân của một xưởng gỗ. Hàng ngày công việc của anh là vận chuyển gỗ từ bãi vào trong xưởng để chế biến. Nhờ thường xuyên mang vác mà anh sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn vạn người mê. Tuy nhiên vì chủ công xưởng trả lương bèo bọt quá mà anh đã quyết định nghỉ việc. Mattel cảm thấy với sức làm bằng cả chục người khác, anh xứng đáng được trả công nhiều hơn. Nhìn mà tên chủ vênh váo, anh đã định giữ luôn công xưởng của hắn. Tuy nhiên vì nghĩ cho những công nhân khác nên Mattel đã bỏ qua. Anh không có nhiều bạn bè nên đã quyết định tìm tới vợ cũ của người bạn thân duy nhất. Anh chồng đã qua đời một thời gian nên vợ anh ta đã đi bước nữa. Trong quá khứ, Mattel và gia đình họ đã rất thân thiết nên ngay khi vừa gặp, anh đã được chào đón một cách nồng nhiệt. Vốn là một người hướng nội nên Mattel lại càng có nhiều tâm sự. Để giải tỏa tâm trạng, anh quyết định đi chạy bộ. Đối với sức của Mattel, chỉ sợ thành phố không đủ rộng để cho anh chạy. Sau khi xúc miệng vài vòng quanh thành phố, anh trở về nhà với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Vì muốn giúp Mattel hòa đồng hơn, vợ của Paul và con gái đã quyết định đưa anh đi thăm thú thành phố này. Có vẻ như từ khi gặp anh, Angie lại càng quý anh hơn. Họ đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ giúp anh quên hết đi những muộn phiền. Đã từ lâu Mattel không cảm nhận được niềm vui như hiện tại. Để đáp trả lại tình cảm của cô bé, Mattel đã quyết định tặng cô bé một món quà. Trước đó vì thân hình đồ sộ của mình mà anh đã vô tình làm gãy một chiếc ghế trong vườn vốn chỉ dành cho trẻ em, trong khi Angie lại muốn có một chỗ rộng rãi hơn để chơi đùa với thú cưng và thưởng thức trà. Mattel đã làm nghề mộc được một thời gian nên quyết định tặng cho cô bé một bất ngờ. Chế tạo đồ gỗ đã là công việc mà anh làm thường ngày nên chỉ cần một mình mà không cần ai giúp. Nhờ có sự quan tâm của hai mẹ con họ mà Mattel đã dần trở nên hòa đồng hơn. Một ngày, anh cùng với hai mẹ con họ dạo phố thì lại bị một nhóm người bịt mặt đánh lén. Vì bị chúng tấn công bất ngờ mà Mattel không kịp phản kháng, Angie thấy vậy liền chạy lại đứng trước Mattel để ngăn đám người kia. Lúc chúng định ra tay với cô bé, Mattel đã phản xạ nhanh tóm được một tên và đạp hắn văng ra xa cả chục mét. Thế nhưng sau đó cô bé lại bị một tên khác bắt đi.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì lại bị thêm một gậy nữa gục hẳn xuống đất. Trong khi đó, mẹ của Angie liên tục la hét kêu cứu. Mattel dùng hết sức cố gắng gượng dậy để đuổi theo ngăn chúng đưa cô bé rời đi. Không tìm thấy gì, Mattel đánh nhảy luôn chiếc xe đạp gần đó. Với sức đạp của mình cộng với trên đường phương tiện đang đông đúc, Mattel có thể đuổi kịp được chúng. Nhưng chúng cũng không ngoan khi dùng cái điệu hồ ly sơn để đánh lừa anh. Tới khi anh nhảy được lên một chiếc xe thì mới phát hiện Angie không có ở đó. Mattel cay cú dùng một tay nhấc một tên ném ra ngoài, loại hắn khỏi cuộc đua. Tuy nhiên vì đang ở thế bất lợi mà anh cũng phải chịu không ít tổn thương. Sau đó vì tên lái xe hoảng loạn mất lái mà anh đã bị hất văng lên một con xe khác rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện và tay bị còng vào giường. Hai đặc vụ của Interpol đã có mặt ngay tại bệnh viện để động viên vợ chồng Paul. Họ đảm bảo với khả năng của mình sẽ đưa con gái của hai người trở về an toàn. Hai đặc vụ đã biết được kẻ bắt cóc là ai nhưng chưa biết mục đích của chúng là gì. Hiện họ đang nghi ngờ và theo dõi hành động của nhóm tội phạm đó. Thế nhưng cả hai vừa phát hiện tay trong của họ đã bị sát hại một cách dã man, chúng đã cho xác của anh ta lên thành cầu, dọa cho người dân một phen hú hồn. Mặc dù manh mối đã đứt đoạn nhưng họ lại phát hiện Saban có liên quan tới chuyện này. Nhưng người mà họ quan tâm lúc này không phải là Saban mà chính là Mattel. Điều khiến mọi người khó hiểu chính là mọi hồ sơ về anh đều trống không, ngay cả dấu vân tay hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cũng đều không có. Mattel giống như một bóng ma khi ai đó cố gắng tìm hiểu về thân phận của anh. Chỉ có vợ của bạn thân mới biết Mattel thực sự là ai. Việc anh có những vết đạn bắn trên người đã chứng minh anh không đơn giản chỉ là một thợ mộc bình thường. Quay trở lại vài năm trước, Mattel và gia đình bạn thân đã từng rất thân thiết. Có chuyện vui buồn gì họ cũng chia sẻ cùng với nhau như người nhà. Ngoài những lúc làm việc, họ còn giúp đỡ nhau luyện tập nâng cao thể lực. Bởi vì công việc của họ đặc thù là mức độ nguy hiểm rất cao, Mattel từng là một lính đặc nhiệm và anh bạn thân là đội trưởng. Họ đã cùng nhau thực hiện vô số các nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Dù là nhiệm vụ yểm trợ cho đồng đội hay xung phong lên trước mở đường, họ đều hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy nhiên trong một lần hành động, Mattel đã mất đi người bạn duy nhất và cho đến bây giờ anh vẫn còn ám ảnh. Hôm đó tại một nhà hát, các nghệ sĩ đang chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc rất quan trọng. Họ vui vẻ cười nói với nhau mà không biết được có nguy hiểm đang cận kề. Một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện trong bãi đỗ xe của nhà hát. Bên trong thùng xe là vài chục tên cướp bịt mặt mang theo vũ khí. Chúng nhanh chóng tỏa ra khắp nhà hát để chặn các vị trí ra vào, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhìn là biết những tên này là những kẻ chuyên nghiệp và đây chắc chắn không phải lần đầu tiên chúng đi cướp. Chúng nhanh chóng khống chế toàn bộ con tin trong nhà hát vì họ chỉ là những nghệ sĩ chân yếu tay mềm. Đội của Mattel sau đó nhận được tin đã nhanh chóng tới hiện trường. Toàn bộ con tin đã bị dồn lại trên sân khấu. Tên thủ lĩnh đám cướp đang livestream để tuyên bố với mọi người rằng chúng sắp có được một khoản kích xù. Hơn nữa, đây sẽ là mở màn cho chiến dịch thay đổi thế giới tiếp theo của chúng. Đội của Mattel đã đột nhập được vào bên trong theo một đường bí mật. Họ tản ra khắp nơi và chỉ đợi lệnh của đội trưởng là hành động. Vì xung quanh đám cướp đã bố trí bom nên họ không thể liều lĩnh tấn công. Đội trưởng đã hạ lệnh tất cả án binh bất động chờ thời cơ. Tuy nhiên, thủ lĩnh đám cướp lúc đó đã bắt ra một nữ ca sĩ và ép cô phải hát. Không được như ý thì hắn lại nổ súng bắn luôn cô gái đó. Tức tối, Mattel nổ súng bắn chết hắn ngay tại chỗ. Hành động của anh đã mở màn cho cuộc tấn công và lũ cướp. Những đồng đội khác ở các vị trí khác nhau lần lượt hạ gục hết những tên bịt mặt ở đó. Họ không cho chúng có cơ hội chống trả hay sống sót. Đối với những tên coi thường mạng sống của người khác thì cái chết là bản án duy nhất cho chúng. Không một tên nào có thể sống sót sau màn tấn công của đội đặc nhiệm. Càng chống trả, chúng càng nhanh chóng bị tiêu diệt. Mattel đã bẻ cổ từng tên có ý định làm hại tới con tin. Tuy nhiên đội trưởng và cũng là bạn thân của anh lại bị trúng đạn lúc nào không hay. Trong lúc anh đang sơ cứu cho đội trưởng thì một người trong số các con tin lại đứng dậy với khẩu súng trong tay. Thì ra hắn chính là tay trong cùng một ruột với đám cướp. Mattel nhanh chóng tóm cổ hắn và không cho hắn có cơ hội làm hại tới người khác. Tuy nhiên anh đội trưởng không may bị dính thêm đạn và bỏ mạng ở đó. Cái chết của anh đội trưởng khiến Mattel liên tục giày vò bản thân. Nếu như lúc đó anh không tự ý làm trái lệnh thì có lẽ Angie đã không mồ côi cha. Nếu như Mattel phản ứng nhanh hơn thì gia đình họ không phải chịu nỗi mất mát đó. Dù lỗi hoàn toàn không phải của Mattel nhưng không thể tránh khỏi việc bị người thân của anh đội trưởng trách móc. Vì bị nỗi đau dày vò mà anh đã quyết định quay trở lại, tìm gặp người thân của anh đội trưởng. Mattel muốn nói lời xin lỗi với họ, cũng coi như là anh đang giúp mình được giải thoát. May mắn là vợ con anh đội trưởng lại không hề trách móc gì anh. Ngược lại, họ còn giúp Mattel quên đi nỗi đau trong quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Khi này, Angie đang gặp nguy hiểm và Mattel phải giải cứu đưa cô bé trở về an toàn. Đó là trách nhiệm của một người đồng đội và cũng là cha đỡ đầu của cô bé. Mattel trở về nhà và lôi ra đống đồ anh đội trưởng đã khuất. Chỉ với một khẩu súng ngắn cùng với vài viên đạn nhưng cũng đã đủ để anh giải quyết đám mafia kia. Ngay lúc này, Mattel cũng phát hiện ra nguyên nhân vì sao tổ chức mafia lại nhắm tới một đứa trẻ. Tất cả đều phải hỏi ông bố dưỡng bất tài vô dụng của cô bé. Paul đã lợi dụng danh tiếng của công ty tài chính của mình để ăn chặn tiền đóng góp cổ phần của những cổ đông khác. Hắn lấy lý do là cổ phiếu xuống giá nên thua lỗ để đánh lừa những cổ đông nhẹ dạ cả tin. Như vậy mà hắn đã chót lọt qua màn nhiều người và đút túi toàn bộ số tiền mà họ gửi vào công ty. Nhưng hắn không ngờ tới lượt Saban thì tên này quá khôn ngoan.
không dễ gì nuốt trôi được của một kẻ danh mãnh như Saban. Hắn đã từng cảnh báo Paul nhiều lần nhưng tên này vẫn cố kéo dài thời gian. Chính vì thế mà Saban đã nhắm vào gia đình của Paul, vô tình Angie lại trở thành đối tượng để Saban nhắm tới. Khốn nạn hơn là lúc này thay vì nghĩ cách cứu con gái thì Paul lại đang tìm cách bỏ trốn với đống tiền mà hắn đã lừa đảo trước đó. Mattel không còn thời gian mà đôi co với hắn nữa, anh chỉ cần hắn liên hệ với Saban địa điểm giao tiền, việc còn lại để anh xử lý. Anh đọc vụ theo dõi bên ngoài đã không dám cản Mattel như lần trước nữa mà ngoan ngoãn giao xe cho anh. Một mình Mattel lái xe tới địa điểm giao tiền với lòng tràn đầy thù hận. Đã lâu không giết người nên hôm nay anh sẽ lại đại khai sát giới. Tuy nhiên Mattel không biết được ở nhà vợ của anh đội trưởng đang gặp nguy hiểm. Saban vì muốn chắc chắn không bị Paul lừa nên đã cử sát thủ tới tận nhà hắn và bắt cô vợ làm con tin. Đúng lúc này anh đọc vụ Interpol cũng đang có mặt ở đó, nhưng anh ta không phải đối thủ của tên sát thủ kia. Tưởng rằng anh ta sẽ đập hắn một trận ra bã nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nếu không nhờ cô vợ của Paul thì anh đặc vụ kia đã không còn giữ được mạng. Từ người bảo vệ rồi lại phải nhờ thân chủ gọi xe cứu thương cho chính mình. Tuy là đang thập tử nhất sinh nhưng anh ta vẫn không quên đòi hỏi huy chương cho sự hy sinh của mình. Đồng đội của anh ta đã tới và chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó, nhưng cô lại rời đi luôn vì nhận được tin của Mattel. Anh đã một mình tới gặp những tên mafia để giao dịch với một túi sách trong tay, thế nhưng lại không thấy chúng đưa con tin tới giao dịch. Mattel biết không bao giờ có thể tin tưởng được những tên cặn bã này nên anh đã có chuẩn bị trước. Chúng định trừ khử Mattel và sau đó là tới lượt Angie, nhưng chúng đã đánh giá anh hơi thấp. Lúc tên kia hí hửng kiểm tra tiền thì phát hiện có một quả bom, kết quả là chúng bay màu trong một nốt nhạc, còn Mattel giải quyết những tên còn lại không tốn quá 10 giây. Anh dùng một tay lôi cổ tên vừa đe dọa mình tới một công xưởng gần đó. Hắn còn chưa hiểu ý định của Mattel nên vẫn còn rất mạnh miệng, nhưng vua lì đòn gặp phải tên lính đặc nhiệm như anh cũng phải đôn ra hết. Mattel có thừa thủ đoạn để khiến hắn phải mở miệng mà khai, nếu còn ngoan cố anh sẽ khiến hắn đứt làm đôi ném cho chó ăn. Cuối cùng thì vua lì đòn cũng phải chào thua khi gặp Mattel, tuy nhiên thành thật khi này không thể giúp hắn giữ được mạng. Mattel đã quyết định hành hình hắn trước khi anh đi tìm Saban. Hắn đang đứng ngồi không yên vì không liên lạc được với đám thuộc hạ, còn tên sát thủ đã quay lại với túi tiền đầy ắp. Tên này vừa kết liễu Paul sau khi hắn định bỏ trốn cùng với số tiền ăn chặn được của những người vô tội. Có tiền rồi, Saban nảy ra ý định đem con tin bán cho bọn buôn nô lệ để kiếm thêm chút tiền. Thế nhưng hắn không biết Mattel đã tìm tới tận cửa nhà. Hắn đang ẩn nấp trong quán bar của mình cùng với hai tên thuộc hạ. Con gái anh đội trưởng cũng có mặt ở đó và cô bé đang tỏ ra rất sợ hãi. Mặc dù Saban đã cố gắng làm cho cô bé bớt sợ, nhưng bản mặt của hắn không thể khiến người khác yêu thương nổi. Hắn vẫn thích hợp là người xấu hơn là cố gắng đóng vai người tốt. Mattel khi này đang ở trước cửa quán bar nhưng hai thằng gác cửa lại không cho anh vào. Với những thằng này phải dùng tới bạo lực chứ không thể nói chuyện. Tiếp đến vào bên trong, anh leo thẳng lên tầng 2 đòi gặp Saban, nhưng có vẻ đám thuộc hạ của hắn chưa được dạy dỗ cẩn thận nên Mattel phải giúp một tay. Anh lần lượt bẻ cổ từng tên thuộc hạ của Saban để cho chúng thấy cản đường anh là một sai lầm của chúng. Với lợi thế thân hình to lớn cùng với sức khỏe vô địch, Mattel không gặp quá nhiều khó khăn khi chơi tay đôi, nhưng khi chúng dùng tới hàng nóng thì anh phải cẩn trọng hơn, không thể lấy da thịt để đối đầu với những tên kẹo đồng được. Cũng may là nữ đặc vụ tới kịp lúc trợ giúp cho Mattel, khả năng đánh đấm của cô không quá tệ giống như đồng đội vừa lên xe cấp cứu. Thân hình mình hạc xương mai đôi khi cũng là lợi thế giúp cô trong quá trình cận chiến. Có nữ đặc vụ trợ giúp, việc giải quyết những tên còn lại không còn là vấn đề nữa. Trong dáng vẻ của cô ta là biết không dễ gì động vào được. Sau khi giải quyết hết đám thuộc hạ bên ngoài mới tới lượt Saban, hắn đã nhận ra có biến liền lấy khẩu súng dự phòng và đem con tin rời đi. Hai tên thuộc hạ giỏi nhất của hắn cũng bám sát ông chủ không rời. Tuy nhiên hôm nay chúng có chạy lên trời cũng không thể thoát được khỏi tay Mattel. Anh và nữ đặc vụ phải chia nhau ra giải quyết hai tên sát thủ rời trường Saban. Nhìn đối thủ trước mặt cũng nặng ký chẳng kém gì anh, thậm chí hạng cân còn có phần nhỉnh hơn. Ngay từ đầu hắn đã áp đảo Mattel, cho thấy tên này rất có kinh nghiệm đấu tay đôi. Mattel đang bị thương khiến sức chiến đấu của anh bắt đầu giảm sút. Anh liên tục bị đối thủ bán hành mà chưa có cơ hội phản đòn, trong khi nữ đặc vụ đang đối mặt với một tên khó nhằn không kém. Sở trường của hắn là dùng dao và ám khí, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, nếu không cẩn thận là dính đòn ngay. Nữ đặc vụ đã đánh giá thấp đối thủ của mình nên liên tục phải nhận đau đớn từ các vết thương do hắn gây ra. Mattel cũng không khá khẩm hơn cô là mấy, anh vẫn đang ăn hành ngập mặt bởi tên to con râu rậm kia. Có vẻ như độ trâu bò của hắn chẳng kém gì anh lúc còn là lính đặc nhiệm. Các đòn đánh của Mattel chỉ giống như đang giúp hắn gãy ngứa. Hắn còn chưa kịp làm nóng người thì Mattel đã bò lồm cồm dưới đất. Tuy nhiên nghĩ đến Angie đang gặp nguy hiểm, Mattel như được tiếp thêm sức mạnh. Những gì gia đình anh đội trưởng làm cho Mattel đủ để khiến anh cả đời này không quên. Tình cảm của họ dành cho anh đủ để anh dù có hy sinh cả tính mạng này cũng không ngại. Mattel lấy hết sức bình sinh tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Anh đánh với toàn bộ hy vọng mà mình có, mặc dù bị tên sát thủ kia đâm lén. Hắn chỉ là một kẻ khát máu thì đâu thể hiểu được hai chữ tình cảm viết thế nào. Sau đó họ đã đổi đối thủ cho nhau, biết đâu lại dễ đối phó hơn. Đau đớn từ các vết thương đối với Mattel khi này đã không còn là vấn đề cản trở nữa. Anh dễ dàng bẻ cổ đối thủ của mình, cho hắn một vé đang xuất khỏi trái đất. Còn nữ đặc vụ cũng đang dần xoay chuyển tình thế.
thân hình mình hạc xương mai của cô là vậy mà lại có tác dụng khi đối phó với tên to con chậm chạp này. Tuy nhiên như vậy chưa đủ để hạ gục được hắn vì tên này rất trâu bò. Hắn còn suýt bóc chết nỗi độc vụ nếu như Martell không kịp thời giải cứu cô. Thắng bại đã rõ và Martell sẽ giành phần giải quyết Saban về mình. Hắn đang đưa Engine rời đi với hy vọng sẽ thoát được khỏi tay Martell. Tuy nhiên dù hắn có súng và con tin trong tay nhưng trong lòng vẫn đang nơm nớp lo sợ. Martell tay cầm dao nhưng không dám manh động vì sợ làm tổn thương tới con tin. Anh đã thương lượng sẽ tha mạng cho hắn nếu như thả cô bé ra. Có điều tên này vẫn ngoan cố và cho rằng mình đang có quyền quyết định. Đột nhiên cô bé kia cắn vào tay hắn, tạo cơ hội cho Martell ra đòn kết liễu đối thủ. Dù anh bị trúng đạn nhưng vết thương đó không quá nguy hiểm. Quan trọng là anh đã thành công giải cứu Angie, không để cô bé tổn hại đến một sợi tóc. Nhiệm vụ giải cứu con tin đã hoàn thành nhưng Interpol vẫn còn nhiều việc phải làm để xóa sổ đám tội phạm mafia nguy hiểm này. Anh đặc vụ đã được nhận huy chương cho sự dũng cảm không ngại hy sinh của mình. Nó hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã làm. Còn Martell đã quyết định bắt đầu đi tìm hành trình mới cho mình. Anh không quên hoàn thiện món quà mà mình dự định tặng cho gia đình anh đội trưởng, đặc biệt là cô con gái. Đó là một nơi có thể uống trà và nhà cho những con thú cưng của cô bé chơi đùa. Dù Martell không ở lại nhưng trong lòng họ, anh vẫn luôn là một thành viên của gia đình. Martell cũng đã coi họ là người thân của mình từ lâu và anh hứa sẽ quay trở lại thăm họ vào một ngày không xa. Các bạn thấy sao về nam chính của bộ phim thì hãy để lại ý kiến bên dưới cho Mọt biết nhé. Cảm ơn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Mọt. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!